Hôm nay mình trực tiếp tại xưởng. Đây là những chiếc xe mới, rất nhiều xe mới như Stargazer đang cắt lỗ này. Qua mình làm rất là nhiều đồ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Con này nhìn cảm giác như cái đầu nó ngắn. Đầu nó ngắn hơn hoàn toàn. Hay là đây, các chiếc xe này, Toyota Rai này, Kia Sonet này. Đấy, Nissan này. Đây, cả bên này nữa này. Đây, mình quay bên này trước cho anh em xem nhá. MG này. Hôm nay ăn may anh em ạ, đủ ăn rồi. Chứ đi đăng kiểm được một xe đi 3 giờ sáng không ăn thua. Kiếm tiền cái vẻ khó khăn. Chiếc xe này ấy, thì nhiều anh em vẫn bảo là thiết kế nó xấu, nhưng thực ra là giá bây giờ nó có thể nói là chiếc xe 7 chỗ số tự động rẻ nhất, rẻ nhất. Niêm yết là 575 mà bây giờ bán có 480 triệu, cắt lỗ 95 triệu. Bình thường chắc bán cái xe này thì Hyundai chắc lãi khoảng được 450 hoặc là 60. Nhưng mà bây giờ vẫn phải cắt lỗ đấy. Vẫn phải cắt lỗ anh em ạ. Đây, nhìn cái thiết kế của nó này. Bên trong này đấy, rất là đẹp. Mình đang lắp cái màn 13 inch. 13 inch các bạn ạ. Đâu cái màn cho anh mượn phát. Đây, cái con này cảm giác não nó hơi ngắn tí. Nhưng mà ấy, là anh trai mình sẽ dán. Đây, em quay ở đây. Dán hết cái nóc đen. Dán hết cái nóc đen này. Đấy, thì cảm giác là cái kính này nó liền mạch ra đằng sau luôn. Hơi bị hay luôn. Con này là mình còn lắp cho anh cả áp suất lốp này, tích hợp vào trong màn hình với cả là cam 360. Và đây là những chiếc xe tiếp theo này. Đây là MG. MG này thì đây em quay hướng này, này. Hay là ngoài này có con xe này. Con xe đang bán nha, anh em có nhu cầu phải mua nha. Ông anh mình đang bán cái con này, BMW X5. Nó loanh quanh 500 triệu. Thực ra là những con đấy trung bình nó chỉ rơi tầm 400, hơn 400 thôi. Nhưng mà chiếc đấy vẫn được 500 là bởi vì đây, tí mình ra cho anh xem nhá. Quả này là anh Giai vừa lấy này. Anh Giai lấy quả này quá đẹp luôn. Anh Giai sinh năm 300 cây xuống ấy. 300 cây xuống đấy. Anh Giai sinh năm 86 làm quả biển. 86 188 86. Đẳng cấp. Anh cũng qua mình ủng hộ một vài lần rồi. Thì hôm nay rất là vinh dự lại được phục vụ tiếp. Chiếc xe này nhiều lúc là mua đi bán lại anh em vẫn có tiền. Bởi vì nó không phải thuộc cái hệ xe gọi là để đi sử dụng, mà người ta để đi cà phê, để đi chơi. Nên là những người mà đi xe này ấy, mà người ta chơi. Có nghĩa là thực ra chiếc xe này, anh em hỏi tí, chiếc xe này là anh mua là bao tiền? Tính ra cả tổng thể là vào hơn 600 rồi. Đấy, hơn 600. Nhưng mà được cái biển là cực kỳ đẹp. Tất nhiên là mua cái biển thôi, thật ra xe nó không giá trị. Tại vì mình có hai con, một con hơn 400. Cũng này, Genesis. Con kia cách đây anh làm là 2 tháng, 3 tháng rồi. Dạ. Lúc đấy em còn chưa làm cái này. Rồi. 3 tháng. Em đang xây xưởng, quá đẹp luôn. Thực ra mua con này nếu như mà anh em thật sự là kiểu như mình cũng không quá cầu kỳ về một chiếc xe to gì cả mà mình chạy cho nó chất, thì con này chạy cực chất luôn. Nó hay. Rất là thể thao luôn, đẹp này. Mà cái màu này đúng là nổi bật. Quá nổi bật luôn. À đây, con xe này anh em. Xe này là anh đang bán này. BMW X5. Con này thì lượng tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 12 lít. À quên, 15 lít nhầm, 15 lít. Nhưng mà chạy con này thì gọi là thuộc hệ ký bất động sản thì chắc chắn ngon. BMW X5. Anh bấm cho em cái chìa khóa phát. Đấy, anh Giai đang bán kìa. Con này anh bán bao tiền? Đấy, 550 triệu ông ạ. Đây này. Cái đèn nó không sáng lên nhỉ? Bộ đèn này là nổ máy. Nổ máy lên rồi nó mới sáng. Ok, con này biển số này. Riêng cái biển số này là được máy chụp rồi. Biển số này là 500, còn lại là tiền xe. Ok. 500 nhờ xe là biếu. Đây em quay vào đây cho anh phát nữa. À, quay cái biển. Đấy rồi. Bên mình vừa mới đợt này khách hàng hơi ít nên là đầu tư được quả biển đẹp. Đây các bạn. Đây. Đây là cái phòng dán phim. Đấy thì mình đang có thêm một hai con xe để vào đây nữa. Tuyệt vời ngay. Húi trời ơi. Đây, quay vào đây nữa anh em ạ. Toyota Rai đang lắp áp suất lốp này. Đấy, áp suất lốp. Lắp loa súp. Bên mình là có máy cân bằng động và máy
Máy máy ra vào lốp loại hệ cũng đời mới, rất là đời mới luôn. Rồi, Nissan này. Fortuner này. Đây. Ford Ranger, Ranger này thì mình làm rất là nhiều rồi. Ranger và Everest các bạn ạ. Thì những con xe này thì thường là áp suất lốp, bi, đèn, nắp thùng các thứ. Đồ, đây. Vui quá, ngày hôm nay đủ công việc anh em làm rồi. À, trên kia có con Sonet nữa. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Nếu có nhu cầu thì ủng hộ Trung Auto.